Thưa quý vị, theo kết quả bà Bộ Chỉ số Phục vụ Người dân và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An tháng 5 năm 2023, Long An đạt 55,9 trên 100 điểm, xếp hạng 26 trên 63 tỉnh, thành phố. Kết quả được công bố trực tuyến theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại địa chỉ http www dichvucong gov vn Với số điểm 55,9 trên 100 điểm, Long An tăng 12 hạng so với tháng 4 năm 2023, một số tiêu chí đạt kết quả thấp như công khai minh bạch, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ. Bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp có 5 nhóm chỉ số thành phần gồm công khai minh bạch tiến bộ, kết quả giải quyết, số quá hồ sơ, cung cấp dịch vụ trực tuyến, mức độ hài lòng. Hệ thống đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp được kết nối tích hợp đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia, phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số vận hành chính thức kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022.